tham gia Nữ hoàng vũ đạo đường phố này là một trong những cái mục tiêu mà Rosie nốt ở trong cái cuộc đời của mình. Rosie từ bé đến giờ mình thích nhảy, nhưng mà không có ai bên cạnh để dẫn dắt mình đi theo cái con đường đam mê của mình hết. Cũng rất là cảm ơn các chị đã cùng tập với nhau và Salad, mọi người cùng thực hiện thử thách cùng nhau. Thì bây giờ mình đứng ở đây rồi, thì Rosie cảm thấy là mình đã thực hiện được cái nguyện vọng của mình rồi. Ngay bây giờ tại Nữ hoàng vũ đạo đường phố, trường đấu loại quyết định nhóm đầu tiên sẽ ra về. Xin được phép bắt đầu. Được đấu với AS Warrior là một cái niềm vinh hạnh luôn ấy. Tại vì thật sự mà nói, Rosie ở ngoài, Rosie hay đi xem mọi người bên AS Warrior đi đấu rất là nhiều. Mình sẽ thường cổ vũ vỗ tay thôi. Thì họ nhảy quá ghê đúng không? Rất là sở trường của họ rồi. Còn mình lên đây mình mới được đấu với họ, thì mình kiểu cũng là một cơ hội. Sẽ đối mặt với lại những team khác cũng mạnh, có nghĩa là mình không chắc chắn được, nói chung là cũng sẽ cố gắng hết mình. Xin được phép bắt đầu. Ready, fight! Tạm biệt và rời khỏi hành trình thi đấu của Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Hiện tại chắc chắn là mọi người cũng có rất là nhiều cảm xúc khác nhau và chắc chắn không thể tránh khỏi sự tiếc nuối ha. Thì có thể lắng nghe được về tâm trạng cảm xúc của trưởng nhóm đi, xin. Mặc dù là nhóm dừng lại ở đây trong cuộc thi này, nhưng mà không có nghĩa là nhóm em sẽ dừng nhảy đâu ạ. Cho nên là mọi người cứ chờ đón Salad ở các xung quanh nhé. Mà nói thì nó rất là đáng nhớ.